đồ ăn chín như bánh mì, bánh rán, bún, giò chả đặt ngay cạnh những loại thực phẩm sống như thịt, cá. Hàng ăn uống nằm ngay cạnh các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. Môi trường nhem nhuốc, bẩn thỉu. Người bán hàng dùng tay không bốc, cắt, cân thực phẩm. Đó là thực trạng phổ biến tại các chợ ở nước ta hiện nay, đặc biệt là tại các chợ cóc, chợ tạm không được quy hoạch. Đó là tại các chợ, còn tại các gia đình, thói quen chế biến của chị em nội trợ cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Thực phẩm sống mua về, không đậy nắp, đóng hộp mà để chung với thực phẩm chín, đồ ăn sẵn. Sử dụng chung dao, thớt trong chế biến thực phẩm. Tất cả đều là mầm mống dẫn đến lây nhiễm chéo thực phẩm. Tức là đáng nhẽ ra thì thực phẩm sạch, thế nó lại để bên cạnh cái thực phẩm bẩn, thì cái thực phẩm bẩn nó nhiễm sang bẩn sang thực phẩm sạch. Nhiễm chéo xảy ra khi vi khuẩn và virus được chuyển giao từ một bề mặt bị nhiễm khuẩn đến một bề mặt khác chưa bị nhiễm. Các vi khuẩn và virus có thể truyền từ con người, các bề mặt của các thiết bị, nơi làm việc và các loại thực phẩm khác. Theo Cục An toàn Thực phẩm, hiện tượng lây nhiễm chéo vi khuẩn vào thực phẩm đang khá phổ biến tại các chợ, bếp ăn gia đình, bếp ăn tập thể là nguyên nhân gây nên các vụ ngộ độc. Vi khuẩn gây bệnh thường tồn tại ở thực phẩm sống, nhiễm chéo và thực phẩm chín, thực phẩm ăn liền. Trong chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể, gia đình, đặc biệt qua bàn tay, dao thớt, khăn lau, ruồi nhặng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập và phát triển. Là cái điều kiện ở các chợ, điều kiện an toàn thực phẩm ở các chợ theo ba nhóm: cơ sở, trang thiết bị dụng cụ và con người ở các chợ là còn nguy cơ nhiều. Thế rồi là cái vô ô nhiễm vô ý thức, ví dụ ô nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực chín, ô nhiễm vấn đề rác thải, nước bẩn, đấy, nó vào vì vi khuẩn, đấy, về hóa chất, đấy, thôi nhiễm các dụng cụ. Thì hiện tượng nhiễm chéo này thường xuyên xảy ra ở các quán ăn và nhà hàng của chúng ta. Tại vì chúng ta không có chuyên môn hóa, ngay cả cái chỗ chúng ta chế biến trên đã làm thịt chín rồi thì phải để riêng và được đưa vào trong cái đĩa ăn của người ta riêng. Đằng này giữa đĩa ăn với đĩa bẩn, thớt để thái thịt sạch với thịt thái thịt bẩn, với cái môi trường cũng bẩn luôn. Thế tức là thì như vậy thì hiện tượng nhiễm chéo còn xảy ra là môi trường đi vào thực phẩm. Ví dụ như môi trường sạch thì nó không có hiện tượng nhiễm bẩn từ đấy ra. Nhưng nếu mà trong cái nồi niêu xăng chảo ta đã đành rồi, nhưng mà còn cái nền nhà, rồi tường nhà, rồi xung quanh thì xung quanh nó bẩn mà không được lau chùi sạch sẽ, không được tẩm vệ sinh thường xuyên thì cái đó nó cũng nhiễm sang thức ăn. Bàn tay nằm trong số các thủ phạm rõ ràng nhất trong việc truyền vi khuẩn từ các thực phẩm chưa được nấu chín sang các thực phẩm ăn sẵn. Người bán hàng, các bà nội trợ thường không có thói quen rửa tay, đi bao tay khi tiếp xúc với các loại thực phẩm, hoặc có đi bao tay thì cũng sử dụng bao tay rất nhiều lần, không những không có tác dụng đảm bảo vệ sinh mà còn gia tăng nguy cơ nhiễm chéo thực phẩm. Những vật dụng tại các chợ như thớt thường được sử dụng để thái rất nhiều, không được vệ sinh sạch sẽ, lâu dần nó sẽ là ổ vi khuẩn rất lớn. Tại gia đình, việc lưu trữ thực phẩm tươi sống chưa chế biến không đúng cách trong tủ lạnh để chúng tiếp xúc trực tiếp với các thực phẩm đã được nấu chín, làm cho nước của thịt sống chảy ra và nhỏ giọt lên các thực phẩm đã được nấu, trái cây hay những thực phẩm ăn sẵn khác cũng có thể gây nhiễm chéo. Bởi vì nó trong cái chợ hiện nay là chứa đựng rất nhiều các nguy cơ. Đấy. Trước đây Bộ Y tế đã ban hành một cái quy định về an toàn thực phẩm ở các chợ. Đấy. Thì một thời làm rầm rộ lên, kiểm tra đôn đốc thì có tiến bộ.
Thế nhưng hiện nay quy định cụ thể một cái tiêu chuẩn về một cái chợ an toàn thì bên Bộ Thương mại hay Bộ Công Thương bây giờ đấy, thì chắc là cũng đã ban hành. Thế nhưng mà chúng tôi thấy nó chưa đi vào thực tiễn. Vậy thì hiện tượng nhiễm chéo thường xảy ra trong điều kiện mà sản xuất kinh doanh thực phẩm chúng ta hiện nay. Vì sao? Vì người ta nguyên tắc là thực phẩm đã được nấu chín thì về cơ bản nó đã được thanh trùng, tức là nó được diệt khuẩn, diệt trùng, và người ta ăn có thể coi là an toàn. Thế nhưng mà thực phẩm chưa được nấu chín, chưa được chế biến một cách tử tế hoặc chưa được rửa sạch một cách thực sự tốt thì thực phẩm đấy còn đang nhiễm cái vi sinh vật, đang nhiễm các loại côn trùng, đang nhiễm các loại ký sinh trùng, và nếu hai cái để bên cạnh nhau thì nó sẽ nhiễm sang nhau, hay là để chung với nhau thì lại càng nhiễm sang nhau. Cái trên thực tế trong kinh doanh cái những quy mô nhỏ thì cái việc mà ngăn cách giữa cái thực phẩm đã nấu chín với thực phẩm còn đang tươi sống là một điều cực khó. Là vì rằng là các vị theo một không gian rất là hẹp, người ta không thể để hai ba cái thớt, cái thớt chuyên môn để mà lá trái thịt chín, một cái thớt chuyên môn giống con dao thì cũng thế, cái thớt cũng thế. Mà tôi xin nói là cái thói quen đấy, cái thói quen tùy tiện của cái người nông dân đấy, nó xảy ra ngay trong gia đình, ngay trong các gia đình này. Gia đình có một cái thớt dùng cho cả thái thịt sống, dùng cho cả thái thịt chín, vừa bổ cá xong rửa sơ xong lại tí lại thái thịt chín. Nhiễm chéo vi khuẩn từ thực phẩm sống sang thực phẩm chín, từ môi trường vào thực phẩm, từ dụng cụ, con người vào thực phẩm là rất phổ biến mà đôi khi chúng ta không để ý. Nếu nhẹ thì nó có thể gây ra nhiễm độc trường diễn, các chất bẩn, độc hại sẽ tích tụ trong cơ thể rồi gây ra các bệnh mãn tính, hoặc các vi khuẩn có thể gây nhiễm độc bộc phát. Các vụ ngộ độc thực phẩm những năm gần đây cho thấy hầu hết nguyên nhân gây ngộ độc là do ăn phải thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E. coli. Nhiễm chéo thực phẩm gây ra nguy cơ ngộ độc rất cao, do đó chúng ta cần biết để có những thói quen chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn. Tại các gia đình, để phòng tránh ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn gây bệnh, cần đun chín kỹ thực phẩm. Thức ăn phải được ăn ngay sau khi nấu. Thức ăn quá 2 giờ sau khi nấu ở nhiệt độ phòng phải được nấu lại trước khi ăn để tránh ngộ độc do vi khuẩn. Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh một cách hợp lý, đúng cách, có hộp bảo quản riêng để tránh nhiễm khuẩn chéo. Về các dụng cụ làm bếp, đặc biệt là sử dụng dao, thớt. Sử dụng loại thớt nào không quan trọng, miễn là chúng được giữ thực sự sạch sẽ và trong tình trạng tốt. Người làm bếp tốt nhất nên có 3 tấm thớt riêng biệt để sử dụng cho các mục đích khác nhau. Dùng 1 tấm thớt cho đồ tươi sống như thịt, cá, thủy sản. 1 tấm thớt khác dùng để các thức ăn đã nấu chín. Riêng 1 tấm thớt dùng cho rau quả tươi ăn liền. Cũng nên nhớ rằng, đừng bao giờ đặt thức ăn đã nấu chín lên, cùng đĩa hoặc lên tấm thớt mà trước đây đã để thực phẩm tươi sống. Bằng giải pháp đơn giản này, người nội trợ sẽ ngăn chặn được tình trạng nhiễm khuẩn chéo, một trong những nguyên nhân gây bệnh lý ngộ độc thực phẩm. Nhiễm chéo thực phẩm, người ta hay nói để người ta nhấn mạnh một cái điều đối với người ta có như một cái lời khuyên đối với các nhà hàng hoặc các nhà từ cái thực phẩm là không nên để lẫn giữa thực phẩm đã chế biến chín với thực phẩm còn đang tươi sống để tránh hiện tượng là lung tung như vậy. Vậy bản thân anh thì khi mà anh chế biến thực phẩm sống thì đừng có nhúng tay vào thực phẩm chín, cũng giống như cái bà bán phở ấy,
cầm miếng thịt bò xong thái miếng thịt bò sống, hoặc là cầm cái thiết tới quẹt quẹt lại cái, một lúc sau thò tay vào bốc bánh phở cho khách hàng ăn. Đấy là hình tượng Yến Chiêu. Tại các chợ, quy chuẩn vệ sinh cũng cần được chú ý. Cần có các khu riêng biệt, chuyên môn hóa về các ngành hàng, hàng ăn riêng, ngành hàng hải sản, đồ khô, đồ ăn chín riêng biệt. Vệ sinh sạch sẽ nền chợ, chợ phải có nguồn nước sạch. Người bán hàng trong chợ cũng phải được chú ý vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là với đôi bàn tay. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh kiểm tra tại các điểm cất giữ, giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm. Kịp thời phát hiện gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, không cho đưa vào tiêu dùng để tránh lây lan mầm bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chờ đảm bảo thì như tôi nói, cái thứ nhất là về cơ sở vật chất, tức là điều kiện an toàn thực phẩm gồm 3 yếu tố. Một là cơ sở vật chất, tức là xây cái chợ hoặc là làm cái chợ đó nó phải đảm bảo phân chia. Đấy, ví dụ như là có nước thải, đấy, có nước sạch, có khu vệ sinh riêng, khu ăn uống riêng, thế rồi là khu rau sống tươi riêng, hoa quả riêng, vân vân. Cái thứ hai là trang thiết bị dụng cụ trong chợ, ví dụ như khu bán thịt thì giá cao là bao nhiêu, đấy, để thịt như thế nào, có các tủ mát để bảo quản thịt hay không. Thế rồi là khu ăn uống thì các dụng cụ để ăn uống làm sao, có nước sạch rửa bát hay không. Cái thứ ba là những con người trong chợ, đấy, là phải được tập huấn đào tạo, có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm, đấy, từ vấn đề bán hàng, từ vấn đề chế biến, từ vấn đề hiểu biết nhãn mác. Nhiều người vẫn nghĩ nguồn gốc thực phẩm chính là nguy cơ dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Thực tế không phải như vậy, chính những thói quen xấu của chúng ta cũng là nguyên nhân gây ra nhiễm chéo thực phẩm, khiến vi khuẩn xâm nhập từ thực phẩm bẩn sang thực phẩm sạch. Do đó, muốn bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh, trước hết, chúng ta cần trang bị cho mình những kiến thức vệ sinh an toàn thật tốt. Từ bỏ thói quen xấu trong chế biến và sử dụng thực phẩm, tránh nguy cơ nhiễm chéo thực phẩm.